Xin thân ái kính chào tất cả cô chú anh chị em đến với bài học Kinh Thánh hàng ngày. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học bài học của ngày 28 tháng 5 năm 2023 với đề tài đó là Đáp lời Chúa gọi. Xin chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa giấu chúng con, Chúa giờ đây chúng con học lời của Chúa. Xin Chúa Ngài dẫn dắt chúng con, dạy dỗ chúng con, chỉ cho chúng con điều mà Chúa muốn chúng con làm theo ý muốn của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Dạ, phần kinh thánh của chúng ta hôm nay đó là Xuất Ai Cập ký đoạn 35 từ câu 10 đến câu 19. Trong vòng các ngươi, mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đền tạm, trại và bông của đền tạm, móc, ván, xà ngang, trụ và lỗ trụ, hòm bản chứng và đòn khiên, nắp thi ân cùng màn che nơi chí thánh, cái bàn và đòn khiên, các đồ phụ tùng của bàn cùng bánh trần thiết, chân đèn, đồ phụ tùng, các đèn và dầu thắp đèn, bàn thờ song hương cùng đòn khiên, dầu sức, hương liệu và bức màn cửa đền tạm, bàn thờ dân của lễ thiêu và rá đồng, đòn khiên và các đồ phụ tùng của bàn thờ, cái thùng và chân thùng, bố vi che hành lang, trụ lỗ trụ và bức màn của cửa hành lang, các nọc của đền tạm cùng nọc và dây của hành lang, bộ áo lễ dùng về công việc trong nơi thánh, bộ áo thánh cho Aaron thầy tế lễ cả và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ. Chúng ta cùng xem phần bài học. Câu ghi nhớ của chúng ta ở trong Sách Giáo Ký đoạn 35 câu 10. Trong vòng các ngươi mấy người khôn ngoan hơn hết hãy đến làm mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Câu hỏi suy gẫm. Ông Môi-se kêu gọi những ai đến góp phần vào công việc xây dựng đền tạm. Họ có những kỹ năng, đức tính và tinh thần làm việc ra sao? Chúng ta có thái độ và đáp ứng thế nào khi Chúa kêu gọi góp phần vào công việc Ngài? Ông Môi-se đã vâng lệnh Đức Giê-hô-va kêu gọi dân chúng dâng hiến lễ vật cần thiết để xây đền tạm. Chúng ta có thể xem trong Sách Yếu Ký đoạn 25 câu 1 câu 9 cũng như đoạn 35 câu 4 đến câu 9. Giờ đây, ông kêu gọi, trong anh em, ai là người khéo tay, hãy đến làm tất cả những gì Đức Giê-hô-va đã truyền dạy. Theo bản dịch hiệu đính, đội ngũ xây dựng đền tạm được tuyển chọn gồm những người khôn ngoan, khéo léo nhất trong Israel. Họ sẽ làm đúng từng chi tiết kỹ thuật của từng bộ phận Chúa đã liệt kê cho đền tạm của Ngài, bao gồm lều trại, bố vi che hành lang, màn ngăn cách nơi thánh và chi thánh, các vật dụng ở bên ngoài sân hội mạc, nơi thánh và chi thánh, dầu sức và hương liệu cho sự thờ phượng Chúa, những bộ áo lễ đặc biệt cho ông Aaron và các con trai người, vân vân, như câu 11 câu đến câu 19. Họ là những người nam và nữ làm công tác xây dựng, thợ bạc, thợ mộc, thợ dệt, thợ may, thợ chế hương chuyên nghiệp. Quá trình xây dựng cho thấy họ phân thành các đội ngũ tùy theo chuyên môn và khả năng của mỗi người, bố trí người lãnh đạo cho mỗi chuyên ngành. Như vậy, người làm công việc này phải có tinh thần kỷ luật, hợp tác chặt chẽ, tỉ mỉ trong từng chi tiết và tinh thần đồng đội để hoàn thành tốt nhất công việc được phân công. Theo lời kêu gọi của Môi-se, tất cả những người có khả năng và tài trí đủ các điều kiện đã nêu sẽ tự nguyện đến đóng góp những kỹ năng của mình để xây dựng đền tạm cho Chúa. Giống tinh thần dâng hiến của cải, những người thợ chuyên nghiệp này sẽ dâng công sức tài năng của mình một cách thành tâm và sẵn lòng. Ngày nay khi Chúa kêu gọi phục vụ Ngài, nhiều cơ đốc nhân đã sẵn lòng đáp ứng. Họ nhận ra cuộc đời mình hoàn toàn nằm trong hoạch định tốt lành của Chúa và vinh dự được Chúa sử dụng. Tuy nhiên, cũng có những người do dự khi nghĩ đến tài sức của mình còn giới hạn hoặc trên vai còn nhiều gánh nặng về cơm, áo, gạo, tiền cho gia đình. Trong thực tế, nhiều người hầu việc Chúa đã kinh nghiệm sự gia ơn thêm sức của Chúa về mọi mặt. Khi Chúa kêu gọi chúng ta vào công việc của Ngài, Ngài cũng ban ân tứ cơ hội đồng hành và giúp chúng ta hoàn thành sứ mạng Chúa ủy thác. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta hiện diện trong gia đình, hội thánh, trường học hoặc nơi làm việc. Mỗi chúng ta là con gặt Chúa đặt để trong những cánh đồng khác nhau để thực hiện sứ mạng Chúa giao. Hãy cảm tạ Chúa về ân tứ, năng lực và cơ hội Chúa ban cho để chúng ta luôn hết lòng phục vụ Ngài. Cảm ơn Chúa khi lời đọc đến bài học này.
thì lại nhớ đến công việc xây dựng cơ sở nhà Chúa cũng như là đền thờ ở tại chi hội Trạm Hầm. Lại nhớ ngày nào khi mục sư Lê Minh Tân, ông có ngỏ ý kêu gọi con dân của Chúa dự phần dâng hiến, thì ông có quay chúng ta thấy một cái mảnh đất trống. Sau khi đã dỡ bỏ cái cơ sở cũ thì là một mảnh đất trống, và có thể nói rằng là nó rất là chỗ cao chỗ thấp, rất là khó để xây dựng. Lại thấy cái đặc thù của cái công việc xây dựng ở Lâm Đồng, nhất là ở trên khu vực Đà Lạt, rất là khó, bởi vì nó có như là ở trên đồi, có chỗ thấp hơn vậy đó, vô cùng khó. Nhưng mà không ngờ rồi Chúa cho một thời gian rất là ngắn, khi mục sư quay cho thấy rằng ô đã xong hoàn thiện phần móng rồi, phần tầng 1 rồi, các tầng ở trên rồi, xong rồi đến cái ngày cảm tạ khánh thành cái phần cơ sở cơ đốc giáo dục, và tiếp bước theo là xây dựng nhà thờ chính. Và cảm ơn Chúa, không ngờ bây giờ khi mà mục sư đăng lên cho chúng ta thấy những hình ảnh về công việc xây dựng, và bây giờ một ngôi, có thể nói một ngôi thánh đường rất là đẹp, rất là đẹp để dâng lên cho Chúa. Và ngày 7 tháng 6 tới đây sẽ là lễ khánh thành cũng như là cung hiến đền thờ. Cảm ơn Chúa, ngày đó thì là lại cũng được vinh hạnh đến đó để quay chương trình, và có thể sẽ truyền trực tiếp để cô chú anh chị em cùng xem, và ban truyền thông của Tổng Liên Hội sẽ trực tiếp ở trên trang web của truyền thông của Tổng Liên Hội. Cảm ơn Chúa, cô chú anh chị em đón xem để chúng ta dự phần trong việc cảm tạ ơn Chúa. Tại sao lại nhắc tới cái điều này? Là bởi lại nhớ một sự chia sẻ đó, là để có được cái ngôi thánh đường đẹp như vậy, cơ sở nhà Chúa được như vậy và nhanh như vậy đó, thì con dân của Chúa ở nơi đó đã phối hợp hết sức là nhịp nhàng, từ người lãnh đạo cho đến những người làm việc, những anh chuyên nghiệp trong vấn đề, thí dụ như là làm nền móng hay làm gạch hay là xây dựng hay là lắp kính lắp cửa, tất cả đều rất chuyên nghiệp và phối hợp rất là nhịp nhàng, không có để một cái thời gian chết nào hết trơn á. Có nghĩa là phối hợp rất là đều đặn, bởi vì là biết đó, những cái cơ sở xây dựng nếu mà không có phối hợp tốt đó thì phải chờ xong cái công đoạn này mới tới công đoạn kia, nó sinh ra nhiều cái thời gian chết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa ban ơn cho con dân của Chúa cũng như là đệ tử của Chúa ở trên chi hội Trạm Hành đã làm hết sức là nhịp nhàng và rất là tuyệt vời. Lại thấy những hình ảnh ngôi thánh đường lại rất là cảm động và cảm ơn Chúa. Ngay cả cái băng ghế trong nhà thờ làm bằng gỗ lim, đến 5 người khiêng một cái băng ghế như vậy. Ồ, cảm ơn Chúa, rất là tuyệt vời. Và cho thấy một điều nữa là có những ân nhân đã dâng hiến. Có thể những ân nhân không phải là người đục đẽo hay là xây dựng làm ở tại nơi đó, nhưng là người dự phần trong sự dâng hiến. Có thể nói tài chánh là một trong những phương diện rất cần. Lại nhớ trong thời của Môi-se đó, khi ông kêu gọi thì dân sự của Chúa dâng hiến nhiều quá bội, đến độ mà phải nói rằng thôi đủ rồi, ngưng lại, ngưng lại. Chúng ta cảm ơn Chúa. Rồi ở đây chúng ta thấy những con người tài khéo, những có thể nói là những chuyên gia trong các lĩnh vực đã đến để làm đền tạm cho nhà của Chúa. Ở trong thời của Môi-se là có lều trại bố vi vân vân và vân vân, tất cả đều làm hết sức tinh xảo, và chúng ta thấy làm sao theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Những người này là những người khôn ngoan hơn hết, những người có tài khéo Chúa ban cho, và họ là người làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va phán dặn. Điều đó cho thấy điều gì? Dẫu cô chú anh chị em là chuyên gia, dẫu cô chú anh chị em là người tài khéo, nhưng Chúa của chúng ta là đấng tuyệt vời, hoàn hảo hơn hết. Và kể cả những con người khôn ngoan, những con người tài khéo đó, họ vẫn phải vâng theo mọi điều mà Chúa dạy. Họ không có nói rằng chỗ này tôi thấy phải to hơn, chỗ này tôi thấy phải nhỏ hơn, chỗ này tôi thấy phải thêm cái này cái kia, không. Họ không nói một điều gì hết. Họ chỉ vâng theo mọi điều Đức Giê-hô-va chỉ dạy. Cô chú anh chị em ơi, chúng ta có giỏi mấy đi nữa ở trong cái lĩnh vực của chúng ta đi nữa, thì Chúa của chúng ta là đấng tuyệt vời và cao hơn chúng ta gấp tỷ 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 lần, mà chúng ta không là gì hết, cô chú anh chị em.
Cho nên hãy hạ mình xuống ở trước mặt Chúa và hãy vâng theo mọi điều Chúa làm. Chúng ta đừng thay đổi, đừng có chỉnh sửa và cũng đừng có cho rằng trong lĩnh vực này tôi sửa chỗ này là được, tôi sửa cái gì được không. Phải vâng theo mọi điều mà Chúa đã phán dặn. Cảm ơn Chúa, đó là điều mà chúng ta học được. Và điều nữa đó là cô chú anh chị em, bây giờ mình phát hiện điều gì mà Chúa đang cần, Chúa muốn chúng ta bước vào trong công việc nhà của Chúa này. Có thể cô chú anh chị em nói tôi không biết gì hết, là nhớ tới lời chia sẻ của một sư Nguyễn Ngọc Khánh khi ông nói rằng cô chú anh chị em biết cười không? Ai cũng nói rằng biết cười chứ. Ông nói rằng đó chính là ân tứ, đó là điều mà cô chú anh chị em hoàn toàn có thể làm được. Hãy nở một nụ cười, hãy bắt tay, hãy khích lệ người khác, đó hoàn toàn là điều chúng ta có thể làm được. Đừng có bỏ qua bất cứ một điều gì Chúa ban cho chúng ta. Hãy nhìn nhau, hãy nở nụ cười, hãy chào đón nhau. Đó cũng là điều mà chúng ta làm theo lời dạy của Chúa đó. Và phải thật lòng trong mọi phương diện, phải từ trong tấm lòng của chúng ta, điều đó mới là vâng theo mọi điều Chúa dạy đó. Còn nếu không, chúng ta trở nên kiêu ngạo, chúng ta cũng trở nên kẻ giả hình mà thôi. Rồi, cô chú anh chị em có thể cũng không có cái ơn để đàn hay là làm bất cứ điều gì. Đương nhiên ai có khả năng đàn, ai có khả năng hát, hãy dâng mình cho Chúa. Và nhớ, mình có chuyên gia đi nữa thì ở trước mặt Chúa mình cũng chỉ là kẻ đầy tớ và một người học trò mà thôi. Hãy làm theo mọi điều Chúa dạy. Và nếu cô chú anh chị em không có thể đàn, không có thể hát, không thể làm một cái điều gì. À, hát là có thể nha, nhưng mà cũng có thể là có những người nói rằng giọng của tôi nó bị như lợi vậy đó, giọng bị khàn rồi không hát được, thì chúng ta làm gì? Dâng hiến ngân của chúng ta. Người đàn bà quá đã dâng hiến một số tiền nhỏ nhưng bất bằng tất cả những gì bà có, và Chúa nói rằng đó là số tiền lớn. Vậy thì cô chú anh chị em đang có một số tiền lớn ở trong chúng ta, hãy dâng cho Chúa. Chi hội Trạm Hành được xây dựng bởi nhiều ân nhân, nhiều người đã dâng hiến. Và hiện nay đang kêu gọi cho việc xây dựng cơ sở nhà của Chúa ở tại điểm nhóm Easup, là điểm nhóm dành cho những anh em người Kinh tại vùng Easup rất xa tận biên giới. Và chúng ta nhớ đến công việc Chúa và hãy nhớ rằng chúng ta có một số tiền rất lớn để chúng ta có thể dự phần dâng hiến cho Chúa. Hãy dâng đi, Chúa thấy được tấm lòng của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Và nếu cô chú anh chị em muốn làm công việc của Chúa, cô chú anh chị em hãy đến với một sư quán nghiệm, đến với ban chấp sự và nói rằng tôi muốn làm một việc cho Chúa và đây là số tiền lớn tôi dâng cho Chúa đây. 20.000, 50.000, lại nhớ có một đại thơ của Chúa. Đó là một sư Đỗ Ngọc Trường. Khi ông đến xây dựng cơ sở nhà của Chúa, ông nói có những anh em dâng hiến 20.000, 50.000, nhưng đó là những anh em công nhân. Họ lãnh lương về, họ trích ra họ dâng. Mỗi lần một cái biên nhận, mỗi lần một cái biên nhận. Và cuối cùng là gì? Số lượng biên nhận của họ dày lên như thế này nè. Rất nhiều, mặc dù họ dâng chỉ 20.000, nhưng bằng cả tấm lòng và dâng cao lên một chồng như thế này nè. Cảm ơn Chúa. Hãy bắt đầu từ sự trung tín và nhớ làm theo mọi điều Chúa phán dạy chúng ta. Nhiều điều lắm hơn của chúng em. Dạ, bây giờ mình đọc vào câu hỏi. Bạn có nhận ra tiếng Chúa gọi và đáp lời phục vụ Ngài không? Cô chú anh chị em ơi, Chúa đang nói gì với cô chú anh chị em? Chúa đang bảo chúng ta làm gì? Dâng hiến. Chúa bảo chúng ta làm gì? Học lời Chúa. Chúa bảo chúng ta làm gì? Khích lệ người khác. Ồ, Chúa bảo chúng ta nhiều việc lắm, nhiều việc lắm. Chúa đã sắm sẵn cho chúng ta những việc lành để chúng ta làm theo. Đừng chặt dạ. Có những anh em dâng hiến, có những cô chú anh chị em dâng hiến, cảm tạ anh Chúa, Chúa ban phước thật nhiều. Chúng ta cùng cầu nguyện lạy Chúa. Cầu xin Chúa cho con nhạy bén nhận ra tiếng gọi của Ngài, vui lòng đáp ứng để kinh nghiệm sự đồng hành sống động của Ngài và có cuộc sống hữu ích trong Chúa. Chúa ơi, xin phán với từng chúng con, xin mở lòng của chúng con, mở trí chúng con để chúng con nhìn thấy điều mà Chúa muốn chúng con là. Xin dạy chúng con, xin sử dụng chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.